kính chào quý vị và bà con, mời bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lễ áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc. Miền Bắc trời còn rét nhưng đỡ hơn do nhiệt độ tăng. Khoảng ngày 18 thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau đó thì không khí lạnh còn được tăng cường mạnh thêm vào ngày 22 ngày 23 tháng 12. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình. Không khí lạnh cũng làm cho thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa trái mùa nhưng trên diện hẹp. Thành phố Hồ Chí Minh còn bị ngập do chiều cường. Sau đây xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi phần dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng miền. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa một vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ, với độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ về đêm từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ ban ngày từ 25 đến 28 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Thưa quý vị và bà con, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm qua, nhất là trong năm 2012, quận Long Biên của thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ các phường trên địa bàn, trong đó tập trung vào hỗ trợ giống cây trồng và giếng khoan bơm nước tưới. Tổng số tiền quận hỗ trợ cho các phường chuyển đổi cây trồng năm 2012 ước đạt hơn 2 tỷ đồng, chưa kể nguồn kinh phí hỗ trợ đặc thù tại hai phường Cự Khối, Ngọc Thụy là 938,5 triệu đồng. Hiện trên địa bàn quận Long Biên vẫn có 10 trên 14 phường còn sản xuất nông nghiệp. Cự Khối là một trong những phường trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của quận, trong đó nổi bật nhất là cây ăn quả. Diện tích trồng cây ổi, táo toàn phường có tới hơn 200 ha, sản lượng quả bán ra thị trường năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2010, sản lượng cây ăn quả đạt 2.100 tấn, thì năm 2012, sản lượng tăng lên tới 3.860 tấn. Theo ông Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng kinh tế quận Long Biên, năm 2012, kế hoạch của quận là chuyển đổi hơn 92,4 ha cây trồng tại 8 phường. Đến cuối năm, thì các phường đã tổ chức chuyển đổi được 96,6 ha, đạt 105% kế hoạch. Trong đó, phường Long Biên vượt 223%, Giang Biên vượt 128% và Thượng Thanh vượt 100% kế hoạch. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Trung. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, với độ ẩm từ 75 đến 85%. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa bà con, thời gian gần đây do giá mì nguyên liệu thường xuyên ở mức cao, đầu ra thuận lợi nên diện tích trồng mì trên địa bàn Bình Định có chiều hướng gia tăng nhanh, có nguy cơ làm phá vỡ quy hoạch sản xuất, gây suy thoái môi trường đất. Thưa quý vị, ông Lê Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Tinh bột Sản xuất khẩu Bình Định cho biết, hiện nay thì giá mì nguyên liệu đang được nhà máy thu mua ở mức 1,75 triệu đồng một tấn đối với mì có hàm lượng tinh bột từ 30% trở lên. Đây được xem là mức giá khá cao do nhu cầu mì nguyên liệu cần cho các nhà máy chế biến tăng. Bên cạnh đó thì mì cũng là một loại cây rất dễ trồng, chi phí đầu tư ít, đầu ra sản phẩm ổn định. Với năng suất mì hiện nay dao động từ 25 đến 30 tấn một hecta, giá mì ổn định 1,75 triệu đồng một tấn, mỗi hecta mì cho doanh thu trên 50 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất còn lãi trên 30 triệu đồng. Chính vì vậy mà diện tích mì trên địa bàn tỉnh đang ngày một tăng, gây nguy cơ phá vỡ quy hoạch sản xuất tại địa phương, ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ do người dân phá rừng để trồng mì. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định vừa đưa ra khuyến cáo về quy hoạch lại diện tích trồng mì và định hướng phát triển mì thâm canh bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực vùng cao Tây Nguyên. Tại đây, mây thay đổi, có mưa rào một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 55 đến 65%. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Bản tin dự báo thời tiết nông vụ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.